Các bác đang cần mua một chiếc máy rửa xe mini khỏe, bền và đẹp. Vậy hôm nay shop bên em đang có chương trình sale một con máy rửa xe cực kỳ chất lượng nhé. Đây là con máy rửa xe Numaru có cân nặng lên đến 9,2 kg, công suất lên đến 3.800W, mực nước phun là 12 lít/phút và con này là lõi đồng 100% các bác nhé. Dây dài theo máy là 15m và con này đang có chương trình giảm giá lên shop bên em. Hiện tại thì em đang chào bán với giá là 1.450.000, nhưng mà đầu xuân này thì trên shop bên em xin phép là giảm giá cho anh em mình, giá chỉ còn có là 1.199.000 anh em nhé. Với 1.199.000 anh em mình đã có ngay một con máy rửa xe có chỉnh áp, có thể sử dụng trong những công việc như là rửa xe, rửa cộ, rửa sân, rửa vườn. Anh em mình cũng có thể sử dụng vào công việc như là vệ sinh điều hòa cực kỳ ok với chức năng chỉnh áp nhé. Đấy, giá sản phẩm là cực kỳ rẻ. Sau đây em xin phép là review sản phẩm này cho anh em mình xem nha. Các bác có thể thấy là khi mà em bật chạy này thì cái lượng cân nặng nó thay đổi không quá nhiều, tức là cái máy này nó chạy rất là êm nha các bác nhá. Anh em mình có thể thấy này, nó chỉ có nhảy nhảy một số dòng ở phía dưới khi mà chạy thôi. Đấy, thì con máy này chạy rất là êm nhá. Anh em mình có thể thấy là nó cực kỳ là đẳng cấp luôn, và khi mà phụt nước ấy thì rất là khỏe luôn. Anh em mình có thể lắp bình tạo bọt để mà rửa xe. Đấy, rửa xe rửa cộ, rồi là anh em mình cũng có thể xịt rửa rong rêu sân vườn. Nói chung là con này nó rất là ok, và con này nói đồng 100% thì nó mới có cân nặng là 9 kg nha anh em. Đấy, bác nào làm thợ làm thuyền thì chắc là biết ngay. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì mình hãy đặt hàng bên giỏ hàng bên tay trái nha. Bên em sẽ bảo hành sản phẩm này sẽ là 12 tháng nha anh em. Bảo hành sản phẩm chính hãng của công ty là 12 tháng con máy rửa xe Numaru này luôn ạ. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng hãy ủng hộ giúp em nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe.